Xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô linh sam sâu siêu bông nha cô chú anh chị. Mấy cây này đâm chồi sống khỏe hết nha anh chị. 222. Cái này có một lần lửa trên này chút. Quanh 14, chiều cao 13. Mã số 222. Rồi cây này 100.000 gộp đơn anh chị ơi. Để rẻ luôn. 225. 225. Khá là to anh chị. Quanh 15. Chiều cao 24. Rồi cái này 200.000. Mã số 225. 225. 226. 229. 229. Quanh 16. Chiều cao 27. Rồi cái này 200.000. 229. 230. 230. Quanh 17. Chiều cao 17. Rồi cái này hữu nghị 200.000 luôn chị. 230. 232. Quanh 14, chiều cao 15. Rồi cái này cũng 200.000. 232. 233. Cái này rất là quái luôn. Quanh 13, chiều cao 17. Rồi cũng 200.000. 233. 234. Quanh 15, chiều cao 22. Rồi 200.000. 234. 235. Cái này nó có lượng xẹo chỗ này nha. Quanh 15. Vậy này. Chiều cao 26. Rồi này để ghẻ 150. Bao ship. 235. 236. Nó cũ rất là quái. Quanh 13. Chiều cao 24. Rồi 200.000. 236. 237. Cũ luôn, rất là bự nha anh chị. Quanh 17, chiều cao 28. Rồi 200.000. 237. 238. Quanh 15,5, chiều cao 21. Rồi 200.000. 238. 240. Cái này để đẹp nha anh chị. Quanh 13, chiều cao 24. Mã số 240. Rồi này 200.000. 241. Ủa cổ bự. Quanh 14, chiều cao 13. Rồi 200.000. 241. 242. Cây đẹp. Cây này quá đẹp luôn chị. Quanh 13, chiều cao 21. Rồi cái này 300.000. 242. 243. Quanh 15, chiều cao 13. Rồi 200.000. 243. 244. Quanh 17, chiều cao 27. Rồi 200.000. 244. 245. Quanh 12, chiều cao 23. Rồi 200.000. 245. 246. Quanh cái 11, chiều cao 16. Em đo tuốt trên đó nha chị. Rồi 200.000. 246. 247. Quanh 15, chiều cao 25. Mã số 247. Rồi cái này để ghẻ anh chị 150 thôi. 248. Cái này bự nha anh chị. Đang hòa quá trời luôn. Quanh 16, chiều cao 33. Rồi cái này 300.000. 248. 249. Cây này đẹp. Quanh 15. Cái đó hai cây đi. Chiều cao 13. Hai cây luôn đi. Mã số 249. Rồi cây này theo luôn chị 200.000. Rồi tiếp theo là 250. 250. Cây này nó bị lũa bên miếng đây miếng nha chị. Nè. Bên đây thì cũng bị miếng nữa. Đó, do đó để ghẻ anh chị cho con cây đó nè. Đây miếng này đây trong đây quanh 13 chiều cao 33 250. Rồi cặp này giao lưu anh chị là rồi để ghẻ anh chị 200.000 thôi, bao ship luôn, cực kỳ mềm. Dạ em xin chào cô chú anh chị, hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai chiếu thủy chung nu ha. Chung nu lá chung đó anh chị coi nè, chung nu ha, cây thành phẩm hết nha anh chị, tương đối hết trơn rồi. Dạ em xin chào cô chú anh chị, hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai chiếu thủy chung nu ha. Chung nu lá chung
Đó nè chị coi nè, chung nu ha. Cây thành phẩm hết nha chị, tương đối hết trơn rồi. 132. Ta chi cúc cành đều hết trơn nha chị. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 17. Mã số 132. Rồi chỉ 300 ngàn thôi, bao ship luôn. 135. 135. Cái này cũng lực cây lắm nha chị. Quanh 17. Điều cây. Chiều cao 16. Rồi cái này 400 ngàn chị, bao ship tặng. 136. Quanh 14. Chiều cao 20. Rồi cái này 300 ngàn. 136. 137. Cao 20. Mã số 137. Rồi 300 ngàn. 138. Quanh 10.5. Chiều cao 16. Rồi, cái này hữu nghị 200 ngàn thôi chị. 138. 139. 139. Quanh 19. Chiều cao 16. Rồi cây này giao luôn anh chị là 350 anh chị, bao ship luôn. 139. 141. Cây này cũng rất là đẹp. Quanh 16. Chiều cao 17. Rồi cái này 300 ngàn. 141. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. À, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. À, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. À, dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này á, là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao có sắc bén cho cô chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó. Tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình.
Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70 ngàn, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70 ngàn một cuộn. Cuộn như thế này 70 ngàn nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh đó. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được, cây này bao sắc bán luôn ha, này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha, bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150 ngàn, em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha, 150 ngàn. Rồi thứ hai là bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi đây cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn, hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Cái này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390 ngàn. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390 ngàn một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120 ngàn một cây. Em bao ship. 120 ngàn một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này đây em đã xài rồi nghe chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. Không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nha anh chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180 ngàn một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho cô anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mất nhìn giờ bằng luôn nè ha, bao sắc bén luôn nha cô chú chị. Cưa này thì giá đây nè, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ cô chú chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70 ngàn, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú chị, bao sắc bén luôn. Cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cặp xéo nè nghe quý anh chị. Cặp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cặp tròn. Đó, cặp xéo, cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350 ngàn một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo, cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo, cặp tròn, đồng giá là 350 ngàn một cây.
em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích ghế Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nha cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ.